Với những chiếc camera an ninh thông thường, kể cả là camera an ninh xoay thì anh em cũng sẽ bị như tình trạng góc ngủ của camera đúng không? Làm cho việc bảo vệ căn nhà của chúng ta không được toàn diện. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một em camera cực kỳ độc đáo với hệ thống camera kép. Với em camera an ninh này thì anh em sẽ phần nào yên tâm hơn về việc bảo vệ ngôi nhà thân yêu của chúng ta rồi nha. Ok, bây giờ hãy cùng mình một phần tìm hiểu chi tiết về em camera an ninh này nha. Trên tay mình đây đang là em camera an ninh đến từ nhà EZPIP, có mã là EZPIP C7 Dual. Ở đây, ngay trên vỏ hộp thì nhà sản xuất cũng đã thể hiện rất rõ những tính năng nổi bật của em camera này rồi ha. Với khả năng chuyển động mà xoay qua lại là và lên xuống là 360 độ, cảnh báo chuyển động, AI phát hiện người và thú nuôi, theo dõi chuyển động của người, camera ban đêm với tầm nhìn lên đến 10m. Đặc biệt em này có thể sử dụng hai băng tần của Wi-Fi 6 là 2.4 và 5GHz luôn nha. Có chế độ ngủ rồi chế độ riêng tư đó nè. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB và tất nhiên rồi có thể hỗ trợ lưu trữ đám mây. Và bây giờ hãy cùng mình khui hộp ra để xem bên trong chúng ta có những gì nha. Như vậy sau khi mở hộp ra thì anh em sẽ có đầu tiên đó là nhân vật chính của chúng ta ha. Một cọng dây nguồn và một cái đốc nguồn. Ốc vít để anh em bắt camera vào tường. Một cái sticker này để anh em dán lên tường và sau đó thì mình bắn theo mấy cái lỗ trên này thì sẽ chính xác, dễ bắt hơn ha. Rất là chi tiết luôn. Giấy tờ và đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Trên cuốn sách hướng dẫn sử dụng này sẽ có tiếng Việt nha anh em. Với cái này thì anh em chỉ cần bắt cái đế này lên tường. Rồi anh em xoay cái này vào và ok ha. Còn không thì anh em nào không bắt tường thì anh em có thể để trên bàn. Em camera C7 Dual này được trang bị một camera cố định và một camera quay web 360 độ với độ phân giải là 4 megapixel và sẽ cho ra hình ảnh với độ phân giải là 2K, giúp chúng ta có thể quan sát cùng lúc đến hai góc máy khác nhau. Kể cả hai chiếc camera này đều sử dụng cảm biến hình ảnh tiên tiến cho khả năng quay và video và chụp ảnh rõ ràng ở độ phân giải cao nha anh em. Với em camera cố định ở dưới thì nó sẽ đảm nhận góc nhìn rộng toàn cảnh lên đến 108 độ, còn em camera xoay ở trên sẽ có góc nhìn 60 độ. Chiếc camera này còn được trang bị một tích hợp micro độ nhạy cao, dàn tiếng ồn chuyên nghiệp giúp thu âm rõ ràng để người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi hai chiều thông qua app mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra thì em camera này cũng sẽ hỗ trợ phát âm thanh báo động nhắc nhở khi camera có phát hiện đột nhập bất thường nha anh em. Đây, vị trí loa là ở đây nè. Đây là nút để reset khi anh em cài đặt mới lại ha. Còn đây là cổng nguồn Type-C của em này. Còn đây là vị trí của thẻ microSD ha, để anh em lưu trữ hình ảnh. Và như mình nói ban đầu, em này hỗ trợ tối đa lên đến 512GB. Anh em thoải mái mà lưu trữ ha. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối nguồn và trải nghiệm luôn nha anh em. Khi kết nối nguồn vào thì camera nó sẽ báo đèn đỏ ở đây nè anh em. Đó, và sau đó nó xoay một vòng như thế này. Đó, anh em nghe gì không? Trong camera này sẽ có thông báo bằng tiếng Việt ha. Và app mình sử dụng để kết nối ở đây là app EZPIP nha anh em. Đây, bấm vào nút dấu cộng, bấm vào gắn thiết bị, camera. Đây, mình sẽ quét mã QR, tên sách hướng dẫn sử dụng nha anh em. Rồi, mình cứ thế vào bấm tiếp theo thôi. Đây là cái giao diện, và đây là giao diện khi kết nối nha anh em. Nó sẽ có hai cái camera ha, anh em muốn xem camera nào thì anh em chỉ cần bấm vào camera đó là ok thôi. Đây, đây đang là camera góc rộng nè. Đây, đây là camera cận của em đó. Màu sắc khá là đẹp nha anh em. Ok, bây giờ mình coi còn có những tính năng gì hay ha. Tìm thông minh. Đây, đây là những tính năng AI của nó ha. Phát hiện hình dạng người. Ok, mình sẽ đặt tất cả tính năng AI này lên. Phát hiện thuốc cưng. Đây, đây là một trong những tính năng rất hay của em này nha anh em. Nó sẽ thực hiện cái chu trình tuần hoàn 360 độ theo một đường đi mà định trước hoặc thiết lập trước trong 10 giây. Tức là khi anh em mở cái này lên, đó, cái camera xoay ở trên nó sẽ tự động tuần tra khu vực ha. Ở đây mình đang để tất cả, hoặc là mình có thể tùy chọn. Đây, ở trong phần tùy chọn này nó sẽ có những điểm A, B, C, D để anh em thiết lập nó sẽ đi ha. Ví dụ điểm A ở đây, muốn thêm điểm tuần tra. Đó,
Sau đó anh em điều khiển cái camera nó đi qua hướng khác. Ok, em điểm ở đây. Lưu. Thì camera nó sẽ tuần tra theo lịch anh em đặt theo hai điểm đó. Đó, bây giờ nó sẽ quay lại điểm thứ hai. Ok, anh em có thể điều chỉnh lịch trình của nó luôn, hoặc là để mọi lúc. Alo. 1, 2, 3. Bạn đang xem review camera an ninh C7 đùa. Đó nha anh em. Khi nó phát hiện hình ảnh có người lạ thâm nhập thì nó sẽ liên tục thông báo như vậy. Rất tuyệt vời. Khi mà phát hiện thì nó sẽ lập tức ghi lại clip và gửi thông báo về điện thoại cho anh em ha. Ok, vừa rồi là phần giới thiệu nhanh của mình về em camera EZ Flip C7 Duo đang được bán tại Chim Tài Mobile với mức giá 1.350.000. Nếu anh em quan tâm đến sản phẩm này thì có thể click vào đường link mình để ở phần mô tả, hoặc là anh em có thể đến với hai địa chỉ của Chim Tài Mobile đang hiện trên màn hình. Và bây giờ cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này của clip. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.